Tôi chẳng biết nói sao khi dân tôi phải chịu những cảnh oan ức tột cùng như thế này mà cán bộ Việt Cộng vẫn khư khư sống sung sướng trên xương, máu và nước mắt của đồng bào mình. Đã 2 năm qua rồi, vẫn chưa có sự thay đổi nào và em Hồ Duy Hải vẫn chịu đựng sự khắc nghiệt của một tử tù. Tôi tưởng tượng một Nguyễn Hòa Bình và một Nguyễn Phú Trọng dám thử một ngày tù như em Hồ Duy Hải phải sống ra sao. Tôi nghĩ hai thằng khỉ này sẽ ôm mặt mà khóc thảm thiết lắm. Và miệng luôn cầu xin ông Tổng Bí Thư mới vừa nhậm chức xin hãy tha thứ cho chúng em. Quý vị hãy xem con chó mẹ này nó còn biết khóc thương cho những đứa con của nó. Cũng giống như bà mẹ Nguyễn Thị Loan khóc thương cho con Hồ Duy Hải của bà trong suốt 14 năm. Chỉ có hai thằng khỉ Hòa Bình và Trọng Lú là vô cảm.